không? Bán thôi. Có lại đang tỉnh hàng nào nó đóng nên là mua hết thôi. Còn nước phải vô là mua hết thôi. Ô, có chip cù. Chip cù á. Chip cù á. Về em mà có cô thứ chưa? Ấy dáng mày cũng không chip cù rồi. Ừ. Ô, chip cù thì nữa nó không nó. Có con tưởng đâu chip cù, chip xem về chủ nghĩa đi đâu, chơi chip xem rồi về. Bác Linh. Linh à, Linh vậy? Con là Linh, gọi là Loan. Mấy đôi nhà thao sao dám phào gì? Nó phải không tìm không? Cái cầm nó tìm ra là bán nhầm. Thánh tủ là chẳng có cung cấp thông tin rồi nhỉ, quân mốt đồ. Chỉ cuộn tôi từ Kinh Hồng về đéo trở về bảo ra cách xa mất mét chỉ cuộn về. Ui, về. Tức ra đi. Đi à bà, anh mới nhận được. Anh Thông nó bước đánh thì còn đến liên tục. Thế mà tiết cám xỉa quá. Còn tương ớ đang. Còn tương ớ đấy. Tìm mà mua đi. Chị nói ngọc ơi. Dạ. Trời ơi, sao quay em trời. Bay về tao cẩu quên mà. Cẩu quên. Cái này là quay ho là bà ca tàng thủ nhiều nỉ là bà khả rồi. Nói ăn cuốn kia nó không phải. Đẹp bà lắm. Đây bà. Mày dừng anh trao chụp ảnh Tuấn. Chẳng phải sao Tuấn đang cọc mấy giờ mày là mấy bá. Ồ, tay cài ra nó ra chưa. Cần nghe là có hò nhỏ. Ủ nó, ngay trước họ tì là có hò mới nhả phải khác. Mà tì là tự về để bấy bá là đó là chỉ một. Có ngả thì là ăn thì mình đây. Đó đây, đi quẩy. Phải tự sướng đi. Thấy xong ơi. Xong rồi, bạn Hiền ơi, chạy đi chụp cái coi. Thế lưu mình quay. Quay hỏi ra cách không mẹ. Khôi được một chén này. Ok, từ đâu vào đấy. Thôi. Này, vùi đồ ngay để nó cắp ra, để nó vùi rồi. Không mở cái này. Mới thử. Tiền gì thì nói chung là đã đủ. Nhưng mà cái tình cảm.